Sáng ngày 6 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm để các địa phương trong quyện rút kinh nghiệm. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực quyền ủy, ông Nguyễn Nhân Thao, trưởng ban dân vận quyền ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Theo báo cáo trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hội đã thực hiện tốt năm chương trình hành động theo đúng kế hoạch. Điển hình trong nhiệm kỳ, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hội đã vận động nhân dân hiến hơn 10.000 m2 đất, sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến đường giao thông nội đồng với chiều dài hơn 3.000 m, trị giá trên 3 tỷ đồng. Vận động nhân dân hăng hái tham gia thi đua, lao động sản xuất, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục duy trì các tiêu chí xã văn hóa, 8 trên 8 đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa. 5 trên 5 ấp văn quá 3 điểm sáng văn hóa biên giới, hơn 95% gia đình văn hóa. Kết quả đó đã góp phần xây dựng ấp Phú Mỹ và ấp Phú Trung đạt chuẩn ấp nông thôn mới vào năm 2020 và 2023. Song song đó, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện tốt hoạt động vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội. Thông qua Quỹ vì người nghèo, địa phương đã trao tặng hơn 13.600 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và học sinh nghèo trong xã. Tổ chức sửa chữa các mới 216 căn nhà cho hộ nghèo, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 4.000 lượt người dân, với tổng trị giá trên 7 tỷ đồng. Điểm sáng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong nhiệm kỳ qua là khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ vào năm 2021. Với mô hình chuyến xe không đồng, Mặt trận cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể xã đã vận chuyển hơn 30 tấn gạo, nhu yếu phẩm trực tiếp hỗ trợ cho hơn 6.000 lượt hộ dân trong xã. Tổ chức trao tặng gần 3.000 phần quà cho người dân trong thời gian cách ly xã hội theo chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng các hoạt động trên 850 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội đóng góp. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Thao, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đánh giá cao kết quả đạt được của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Hội trong nhiệm kỳ qua đồng thời ông Nguyễn Văn Thao đề nghị nhiệm kỳ tới Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phú Hội tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đoàn kết thống nhất xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn giới xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát huy quyền, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền của dân, do dân và vì dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngang tầm với nhiệm vụ mới, với niềm tin của nhân dân. Đại hội đã hiệp thương bầu chọn 45 quỹ viên, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã, nhiệm kỳ mới. Bầu ban thường trực gồm 3 đại biểu, ông Đoàn Minh Trúc, tái cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hội khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã biểu dương khen thưởng cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.